Trong hơn 1.000 năm, người dân Nhật Bản đã chiến đấu với những sinh vật ác mộng là các kaiju. Rất nhiều người dân đã chết bởi những con quái vật này. Chúng xuất hiện với đủ hình dáng và kích thước. Mỗi con có một sức mạnh phá hủy để có thể tàn phá các thành phố. Nhưng có lẽ bạn đang tự hỏi tại sao Kafka lại được coi là kaiju số 8. Và liệu sức mạnh của anh có đơn giản là một sự may mắn khi tình cờ có một con bọ kaiju chui tọt vào trong miệng mình hay không? Thêm nữa, lực lượng phong vệ đã sử dụng loại công nghệ nào để có thể trích xuất sức mạnh của các kaiju để tạo ra những vũ khí phối hợp với các vệ binh? Để hiểu rõ về các kaiju, chúng ta hãy cùng tìm hiểu sâu về câu chuyện này trước. Các bạn có biết rằng mỗi kaiju sở hữu một khả năng khác nhau hay không? Tất cả có được sức mạnh đều đến từ cái lõi đặc biệt của chúng. Chúng có thể làm bất cứ điều gì, dịch chuyển tức thời, thay đổi hình dạng, bay và thậm chí là xâm chiếm tinh thần của đối thủ. Thực tế, gần như điểm yếu của các kaiju chính là lõi của chúng. Tuy nhiên, vị trí của lõi này đặt ở những vị trí không giống nhau. Lõi được ẩn sâu vào trong cơ thể cực kỳ bền bỉ của chúng. Để đối phó với điều này, lực lượng phòng vệ chống kaiju đã thiết lập một thang đo để đo lường sức mạnh và phân loại, gọi chung là mức độ nguy hiểm. Và thường một kaiju lớn mang cấp độ nguy hiểm thường mang theo rất nhiều quái phụ trợ. Kaiju mạnh nhất cũng chính là kaiju chùm. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo các quái vật nhỏ hơn. Và thường thì những kaiju cấp bậc nguy hiểm đáng lo ngại có thang đo sức mạnh là trên 6.0. Để dễ hình dung, con kaiju trong chương 7 nó có sức mạnh là 6.4. Cần phải có một tiểu đoàn lực lượng phòng vệ mới có thể ngăn chặn được nó. Và ngay lúc đó, chỉ có đội trưởng hoặc đội phó mới có thể tự mình vô hiệu hóa được con kaiju như thế này. Các kaiju nhỏ hơn chúng xuất hiện với số lượng lớn. Nhưng dù được coi là quái vật phụ trợ, nhưng sức mạnh mà chúng mang lại cũng đáng sợ không kém gì những con quái vật chính. Một số con còn có thể vượt qua mức độ kiên cố 6.0 tùy thuộc vào lãnh đạo của chúng. Nếu kaiju chính mạnh mẽ vượt trội, thì việc quái phụ trợ xuất hiện rất đáng lo ngại. Nghĩa là một quái vật ở mức độ 9.0 sẽ mạnh hơn rất nhiều lần so với 8.0 hay 7.0. Với hiểu biết đó, những quái vật có sức mạnh 8.0 hoặc cao hơn sẽ được xếp vào danh mục siêu kaiju, đồng nghĩa với việc quái phụ trợ của chúng sẽ là những quái vật cực kỳ nguy hiểm. Nãy giờ thì chúng ta cũng đã sơ lược về cách đánh giá và quy mô của một đàn kaiju. Sau đây thì hãy cùng mình tìm hiểu 10 kaiju mạnh nhất trong bộ truyện này nhé. Vị trí số 10, kaiju số 11. Kẻ đứng vị trí cuối cùng trong danh sách kaiju mạnh nhất chính là số 11. Hắn ta mang ký ức của chỉ huy Isao Shinomiya nên vô cùng thuần thục các kỹ năng của một chiến sĩ trong quân đội. Số 11 có khả năng điều khiển nước, vậy nên các đòn đánh đi kèm với nước của hắn chính là các tinh của đội trưởng đội 1 Nanumi Zen, vì anh ta không tài nào đọc được chuyển động của hắn. Đặc điểm ngoại hình của kaiju số 11, sở hữu thân hình to lớn, mập mạp và màu da xám nhạt. Nó có một chiếc đầu nhỏ với đôi mắt to tròn, màu đen và chiếc miệng rộng chứa đầy những chiếc răng nanh nhọn hoắt. Kaiju số 11 sở hữu sức mạnh vô cùng to lớn, thể hiện qua khả năng dễ dàng hủy diệt các tòa nhà chọc trời chỉ bằng một cú đấm. Nó cũng có khả năng hồi phục nhanh chóng, khiến cho việc tiêu diệt trở nên vô cùng khó khăn. Kaiju số 11 sở hữu khả năng phun ra một luồng sương mù dày đặc, màu đen từ miệng của mình. Sương mù này có khả năng làm tê liệt hệ thần kinh của con người và các kaiju khác, khiến cho đối thủ trở nên bất động và dễ dàng bị tấn công, như được thấy trong cuộc tấn công của các kaiju và đội phòng vệ. Kaiju số 11 có sức mạnh 9.0. Vì đặc điểm nổi bật nhất của kaiju số 11 là khả năng điều khiển nước, nên hắn đã hút hết cá từ bãi biển Chigasaki mà không cần phải lên bờ. Khả năng này cho thấy kaiju số 11 có khả năng thao túng nước, sinh vật biển từ khoảng cách xa. Kaiju số 11 còn đối đầu với Gen Narumi, một trong những chiến binh mạnh mẽ nhất của lực lượng phòng vệ. Trận chiến giữa Gen Narumi và kaiju số 11 rất căng thẳng. Nó dễ dàng áp đảo chiến binh Narumi bằng những quả cầu nước, dùng nước tạo áp lực lên cơ thể của đối thủ, tung vô vàn cú tấn công kịch liệt vào Narumi. Thêm nữa, nó còn tùy biến cánh tay to lớn để tung ra một đòn chí mạng vào chỉ huy Narumi. Phải nói rằng sức mạnh và đặc tính của nó không chỉ tạo ra những thử thách vật lý, mà còn đòi hỏi các chiến binh của lực lượng phòng vệ phải có chiến lược và sự can đảm để đối phó. Kaiju số 11 với khả năng điều khiển nước và sức mạnh tổng hợp, nó dễ dàng trở thành một mối nguy lớn trong cuộc chiến chống lại các vệ binh. Tuy nhiên, trong chương 87 với sự thức tỉnh của Narumi thông qua đôi mắt, anh có thể thấy được cái chuyển động của Electron, sự biến đổi trong nhiệt độ lẫn địa hình. Narumi kết hợp lại chúng và giúp cho anh thấy toàn bộ những hành động tương lai của kaiju số 11. Đây là khả năng mà kaiju 1 trước đó chưa hề thức tỉnh. Cho đến khi hợp nhất với Narumi thì sự tương thích từ vũ khí kaiju 1 lẫn Narumi đã giúp cho anh chiến thắng trước sức mạnh của kaiju số 11. Vị trí số 9, kaiju số 13. Sở hữu khả năng tăng cường cơ bắp, sức bật và tốc độ chạy của hắn đều vô cùng khủng khiếp, thậm chí còn vượt qua cả hai trung đội trưởng của đội 1. Có lẽ tác giả đã lấy hình tượng số 13 dựa trên một vận động viên điền kinh. Ngoài ra, chỉ số mà hắn ta sở hữu là 9.2, tức là khả năng nguy hiểm đến con người là vô cùng khủng khiếp. Giống như cha mẹ và anh chị em của nó, kaiju số 13 sở hữu khả năng biến hình ở mức độ nào đó. Bằng cách chạy thật nhanh tại chỗ, kaiju số 13 có thể kích thích cơ bắp của mình để phóng to chúng một cách đáng kể. Tốc độ của nó có thể ngang với một chiếc ô tô chạy trên đường cao tốc. Sức mạnh to lớn và sức mạnh thể chất vượt trội với những cú đánh của nó dễ dàng khiến cho một sĩ quan cấp cao của lực lượng phòng vệ bay đi xa hoặc gây nứt phần mặt đất. Sức mạnh và khả năng đặc biệt của kaiju số 13 không chỉ dừng lại ở những yếu tố trên, nó còn có khả năng tác động tâm lý lên đối thủ và tạo ra cảm giác sợ hãi và hoang mang. Khả năng này làm cho hiệu quả chiến đấu của lực lượng phòng thủ và tạo ra lợi thế chiến thuật lớn cho kaiju số 13 trong các cuộc đối đầu. Tuy nhiên,
Rất tiếc là ngay khi xuất hiện, chạm trán với Kaiju số 8, thì nhanh chóng sau đó, số 13 cũng về với đất mẹ khi bị Kaiju số 8 tung một cú đấm về chậu ông bà. Vị trí số 8, Kaiju số 2. Kaiju số 2 có một cơ thể vô cùng khổng lồ và có ngoại hình tương tự với Godzilla. Sở hữu thân hình chắc nịch, tròn trịa, được bao phủ bởi các phiến đá, một cái đuôi dài bằng đá và hai cánh tay ngắn dày với ba ngón tay ở mỗi cánh tay. Nó có cái đầu giống với bò sát với 14 mắt và miệng lớn đầy những chiếc răng sắc nhọn. Hình dáng hiện tại của nó dưới dạng vũ khí là một bộ giáp đen có vảy và hai chiếc găng tay kim loại màu trắng dài tới bắp tay và có hai ống lớn trên mỗi cẳng tay đang được tổng chỉ huy Isao sở hữu. Sức mạnh của Kaiju số 2 là tạo ra các vụ nổ âm thanh lớn hoặc giải phóng điện từ siêu cao, gây thiệt hại cho cả nhân loại lẫn cơ sở hạ tầng. Kaiju số 2 là một trong những sinh vật khổng lồ hùng mạnh nhất loạt chuyện. Với vẻ ngoài đáng sợ và sức mạnh khủng khiếp, Kaiju số 2 là mối đe dọa lớn nhất đối với con người. Sức mạnh chủ yếu của Kaiju số 2 nằm ở sự khổng lồ của nó. Với kích thước vô cùng lớn, nó có thể tạo ra những sự tàn phá khổng lồ chỉ bằng một động tác nhấc chân. Vật liệu cấu tạo cũng là một yếu tố đáng kể cho sức mạnh của nó. Da của Kaiju số 2 được bao phủ bởi một lớp giáp mạnh mẽ, khó có thể xuyên thủng bằng các vũ khí thông thường. Vị trí số 7, Kaiju số 12. Kaiju số 12 trông không giống với nguyên mẫu loài Kaiju số 10. Đó là một Kaiju hình người màu xám nhạt với thân hình vạm vỡ, có vảy sẫm màu và một cái đuôi dài. Nó có cái đầu vuông vức rất giống với số 10. Điểm khác biệt chính là hai chiếc sừng ở hai bên đầu, con mắt đỏ có hai lỗ dọc và miệng chỉ có những chiếc răng sắc nhọn. Kaiju số 12 là một sinh vật thờ ơ và im lặng, tạo ra sự tương phản rõ rệt với nguyên mẫu là người anh em ồn ào và ham chiến của nó là Kaiju số 10. Kaiju số 12 rất giỏi trong việc thích nghi giữa các trận chiến và đưa ra biện pháp đối phó với kẻ thù. Kaiju số 12 cũng có khả năng học hỏi cực nhanh và có thể sao chép kỹ năng của đối thủ. Chính vì vậy mà hắn đã xém chút nữa đưa đội phó đội 3 Hoshina về chầu trời. Thêm vào đó, số 12 còn có thể biến đổi cơ thể hoặc một số bộ phận thành thanh kiếm để gia tăng sức mạnh chiến đấu. Khả năng này không chỉ làm cho hắn trở nên cực kỳ khó bị bắt giữ mà còn tăng sức mạnh tấn công và phòng thủ nó lên một cấp độ mới. Bên cạnh đó, Kaiju số 12 cũng có sức mạnh về tốc độ và sự linh hoạt. Khả năng di chuyển nhanh chóng và sự linh hoạt của nó giúp cho các đòn tấn công và khi tấn công mục tiêu một cách hiệu quả. Điều này làm cho nó trở thành một trong những đối thủ khó chịu và nguy hiểm nhất trong các trận chiến. Một đặc tính đáng chú ý của Kaiju số 12 là khả năng sử dụng phương tiện và công cụ. Nó có thể tận dụng môi trường xung quanh để tạo ra các chiến lược phức tạp và sử dụng vũ khí không chỉ làm tổn thương mà còn làm đối thủ mất đi lợi thế chiến lược. Tuy nhiên, điểm yếu của Kaiju số 12 chính là sự dễ bị kích động và mất kiểm soát khi gặp phải những tình huống căng thẳng. Điều này có thể tạo ra cơ hội để đối thủ tấn công và khai thác điểm yếu của nó. Vị trí số 6, Kaiju số 14. Đứng thứ 6 trong 10 Kaiju mạnh nhất bộ manga Kaiju 8 là số 14. Kaiju số 14 là một Kaiju cực kỳ mạnh mẽ, với cấp độ nguy hiểm lên đến 9.0. Các chùm năng lượng và trường lực của Kaiju số 14 có thể gây sát thương và làm hỏng nhiều thiết bị của lực lượng phòng vệ. Hắn ta sở hữu khả năng bay lên không trung nhanh như một mũi tên. Số 14 còn có thể là một pháo đài kiên cố bởi vì có một chiếc khiên siêu cứng kết hợp với việc tấn công bằng tia năng lượng. Song song đó, khả năng dịch chuyển tức thời của số 14 cũng là một điều khiến cho lực lượng phòng vệ lo ngại. Trong cuộc tấn công thảm khốc do số 9 gây ra, Kaiju số 14 đã xuất hiện ở Tachikawa. Sau đó, nó trở thành mục tiêu của đội trưởng đội 3 Mina Ashiro. Bằng cách sử dụng khả năng dịch chuyển tức thời của mình, số 14 có thể tránh bị Ashiro nhắm đến trong khi làm nổ tung thành phố bằng các chùm năng lượng và chặn các đòn tấn công từ những người lính cấp thấp hơn bằng trường lực của mình. Khi Mina Ashiro ra tay tấn công nó, thì số 14 đã nhanh chóng tấn công cô. Tuy nhiên, cô đã né được và bắn trả Kaiju này khiến cho nó bị sốc nặng. Cuối cùng, cô đánh trúng vào số 14 và hủy diệt được quái thú đáng gờm này. Khi Kaiju số 14 được tuyên bố là đã chết, Kaiju số 9, mẹ của nó đã sử dụng phiên bản màu trắng của nó để cưỡng bức mở ra cánh cổng xuyên qua xác chết của nó. Bước qua xác của Kaiju số 14, Kaiju số 9 hiện thân qua một cánh cổng trước mặt Mina với ý định thao túng sức mạnh đặc biệt của Mina. Vị trí số 5, Kaiju số 15. Đây là một con quái vật do Kaiju số 9 tạo ra dựa trên hình dạng của Shinomiya Kikoru. Tuyệt kỹ của Ata là thao túng tâm lý thông qua việc kết nối với não của nạn nhân. A cũng dùng khả năng này để thao túng Shinomiya. Ngoài ra, số 15 còn có tuyệt kỹ phát ra tia năng lượng để tấn công và tái tạo lại một phần bị thương. Sau khi Kaiju số 9 giết chết Isao Shinomiya, kể từ khi được tạo ra, số 15 đã tìm kiếm tình yêu và tình cảm của số 9 giống như một đứa con gái loài người mong muốn từ cha mình. Tuy nhiên, cảm xúc của nó đã được số 9 tận dụng tối đa để thao túng số 15 trở nên mạnh mẽ. Số 15 dường như là đối thủ đáng sợ nhất đối với Kikoru Shinomiya, vì nó sử dụng tất cả sức mạnh tinh thần để điều khiển sức mạnh vô song của Kikoru. Ata còn sử dụng sự bất an của cô ấy để chống lại niềm tin của Kikoru. Thêm nữa, những khả năng đặc biệt của số 15 cần phải liệt kê như là bay tự do trong không trung, sức mạnh thể chất siêu phàm, cú đánh của nó có thể làm nứt cả tòa nhà bê tông mà không cần tới sức lực lớn. Tốc độ của Kaiju số 15 cũng vượt trội đáng kể, thậm chí còn nhanh hơn cả vũ khí số 4, vũ khí mạnh nhất của lực lượng phòng vệ.
Khả năng biến hình của nó cho phép nó tạo ra những thứ vũ khí từ chính các bộ phận trên cơ thể của mình, như biến cánh tay thành một chiếc rìu khổng lồ. Đặc biệt, số 15 có khả năng tái sinh nhanh chóng và thậm chí có thể biến thành hình dạng con người để thao túng tâm lý của nạn nhân. Bằng cách phóng ra năng lượng từ miệng, nó có thể thao túng tâm lý của đối thủ, khiến cho họ mê hoặc và ngưng di chuyển. Vị trí số 4, Kaiju số 6. Đứng số 4 trong top 10 Kaiju mạnh nhất chính là số 6. Số 6 là con quái vật đã từng gây ra đại hồng thủy, khiến cho 200 sĩ quan và 3 đội trưởng thiệt mạng. Nó được gọi là vua của Kaiju với chỉ số lên đến 9.6, cực kỳ nguy hại cho nhân loại. Là một Kaiju đã được xác định bị lực lượng phòng vệ vô hiệu hóa vào 10 năm trước. Sau khi chết, nó được chuyển đổi thành vũ khí và hiện được sử dụng bởi sĩ quan đội 4, Leno Ichikawa. Tuyệt kỹ của Kaiju số 6 liên quan đến băng và thường gây ra bão tuyết khi nó xuất hiện. Vào 10 năm trước, Kaiju số 6 đã tạo ra một cơn thảm họa của nước Nhật, một trận đại hồng thủy, một trong những thảm họa tồi tệ nhất từ trước đến nay, thậm chí còn dẫn đến cái chết của Hikari Shinomiya, mẹ của Kigoro và là vợ của Isao. Cuộc tấn công đã gây ra bão tuyết ở Odawara, tên của nó đến giờ vẫn được xem là một biểu tượng tuyệt vọng. Sau khi được chuyển đổi thành vũ khí, lực lượng phòng vệ không thể tìm thấy ai có sức mạnh tương đương với nó, và nó luôn được coi là vũ khí mạnh mẽ và nguy hiểm nhất trong kho vũ khí của lực lượng phòng vệ. Dù chỉ biến đổi thành vũ khí, nhưng sức mạnh của nó vẫn đủ mạnh để hạ gục sĩ quan trẻ tài năng như Leno Ichikawa. Thêm một thông tin thú vị ở Kaiju số 6 chính là mức độ nguy hiểm 9.6 của nó. Kaiju số 6 là Kaiju mạnh thứ 2 được biết đến trong truyện, chỉ đứng sau Kaiju số 8. Tuy nhiên, đây không phải là dựa vào thang đo sức mạnh để xếp hạng, mà đây là một bảng xếp hạng dựa vào thời điểm hiện tại của các Kaiju thôi nhé. Vì dù gì, Kaiju số 6 hay Kaiju số 2 cũng đã bị hủy diệt rồi đúng không nào? Vị trí số 3, Kaiju số 10. Kaiju số 10 là Kaiju được xác định đã tấn công căn cứ Tachikawa. Nó được tạo ra bởi Kaiju số 9 và được coi là Kaiju nguyên mẫu. Bởi sau này, Kaiju số 9 dựa vào số 10 để tạo ra phiên bản thứ 2 là Kaiju số 12. Ngay khi bị thất bại dưới sự hợp tác của Hoshina và Mina, lực lượng phòng vệ số 3, thì Kaiju số 10 đã được biến hóa thành vũ khí, hiện đang được sử dụng bởi đội phó là chỉ huy Hoshina. Tuy vậy, chỉ số của nó chỉ là 8.3 mà thôi. Khi biến lớn thì nó có thể tăng lên 9.0, nhưng vẫn khá thấp so với các Kaiju khác. Kaiju số 10 cực kỳ thiện chiến và sẵn sàng khiêu khích bất cứ kẻ thù nào để có thể được chiến đấu. Phó đội trưởng Hoshina cũng thừa nhận rằng Kaiju này có thể ngang hàng với Kaiju số 8 vì nó có thể chống lại nhiều đòn tấn công từ anh. Ngay cả sau khi bị đánh bại, số 10 vẫn duy trì được sức chịu đựng là 5.7, mặc dù bị biến thành cái đầu không có cơ thể. Bù lại cho chỉ số thấp thì nó có khả năng sử dụng sóng âm để tạo ra các lệnh cho các Kaiju khác, và song song với đó là tái tạo lại các bộ phận đã bị thương của nó. Vị trí số 2, Kaiju số 9. Kaiju số 9 là tên phản diện đáng sợ nhất trong manga và cũng là nhân vật phản diện chính của bộ truyện. Đó là một Kaiju được xác định có thể biến đổi hình dạng người thứ hai sau Kaiju số 8. Nó đi khắp nơi để hồi sinh các Kaiju bị lực lượng phòng vệ giết chết, nhằm lấy lại sức mạnh cho các Kaiju bị con người đánh cắp. Mục tiêu chính của Kaiju số 9 là quyết tâm tiêu diệt lực lượng phòng vệ và giành lại sức mạnh của Kaiju. Quyết tâm của nó cùng với bản chất Mumo giúp cho nó xây dựng các kế hoạch đáng sợ, đè bẹp các lực lượng phòng vệ của Nhật Bản. Kaiju số 9 là một trong những Kaiju mạnh nhất từng thấy trong truyện. Nó chỉ có chỉ số sức mạnh là 8.5 khi lần đầu tiên xuất hiện. Nó có thể chặn đứng và gần như giết chết hai thành viên tài năng của lực lượng phòng vệ là Iharu và Leno, cũng như có thể chống lại các đòn tấn công mạnh mẽ từ Kaiju số 8. Theo Isao Shinomiya, số 9 hoạt động giống như là một loại virus và được Kenji Itami coi là một mối đe dọa lớn đối với lực lượng phòng vệ. Sau khi hấp thụ sức mạnh của Kaiju số 2 là Isao, số 9 đã được coi là một siêu Kaiju đáng sợ nhất, khi hắn không chỉ sở hữu sức mạnh to lớn mà còn có một trí khôn hơn người. Hắn nhanh nhẹn và học hỏi rất nhanh, vậy nên tiềm năng phát triển của Kaiju số 9 là không thể dự đoán được. Khả năng thích nghi của Kaiju số 9 cũng rất tốt, giúp hắn che giấu bản thân một cách hoàn hảo. Hắn cũng có thể tạo ra các Kaiju khác và điều khiển các Kaiju đó. Do đó, cho dù không trực tiếp tham gia vào các trận chiến, hắn vẫn khiến cho loài người phải lao đao. Thêm nữa, hắn ta toàn quyền truy cập vào ký ức của những kẻ bị hấp thụ, vậy nên Kaiju số 9 có thể sử dụng các kỹ năng chiến đấu của Isao và hoàn thiện nó. Hắn cũng có thể kết hợp với các sức mạnh thu được từ việc hấp thụ Kaiju số 2, ngay cả khi nó đã được vũ khí hóa. Như vậy, điều này giúp cho Kaiju số 9 có thể chống lại hoàn toàn sức mạnh của đội phòng vệ. Cuối cùng, số 9 là Kaiju duy nhất có thể hồi sinh các Kaiju đã chết, khiến cho đội quân của hắn trở nên vĩnh cửu. Vị trí số 1, Kaiju số 8. Đương nhiên vị trí mạnh nhất là Kaiju số 8 rồi. Số 8 là một con người bị một Kaiju vô danh chui vào miệng mới trở thành Kaiju. Tuy nhiên sức mạnh của anh là điều không thể khinh thường. Chỉ số của anh ta lên đến 9.8, đó cũng là lý do khiến cho lực lượng phòng vệ phải chi nã anh ta. Kaiju số 8 có làn da cực kỳ cứng cáp, sở hữu những cú đấm uy lực. Hơn nữa, anh có khả năng phản xạ vô cùng vượt trội, nhờ đó mà anh luôn chiếm vị trí thượng phong trong các trận chiến. Kaiju số 8 còn có thể thay đổi kích thước của cơ thể, điều này giúp cho anh linh hoạt hơn trong mọi địa hình của trận chiến. Dù mất khá nhiều năng lượng mỗi lần sử dụng, nhưng khả năng chữa lành vết thương của Kaiju số 8 cũng giúp cho anh rất nhiều trong các trận đấu.
Đặc biệt, số 8 có thể cảm nhận được sự hiện diện của các kaiju khác và sát ý của chúng. Kaiju số 8 vẫn chưa được khai thác hết tiềm lực của một siêu kaiju hùng mạnh. Khi mà ở những chép gần đây, kaiju số 8 còn khá lòng cộng trong việc di chuyển và anh cần học hỏi phó chỉ huy Hoshina rất nhiều. Kaiju số 8 còn có thể cường hóa sức mạnh của mình lên một dạng năng lượng điện chạy quanh cơ thể và dập sống lưng mỗi khi anh ta phát huy sức mạnh thông qua cú đấm của mình. Nguy hiểm là thế, nhưng may mắn là kaiju số 8 lại là một con người. Anh có cả lý trí và trái tim nên không hoàn toàn phó thác cho cơ thể quái vật. Nếu không, có lẽ nhân loại thực sự phải đối mặt với thảm họa diệt vong. Và đó cũng là bảng xếp hạng 10 kaiju mạnh nhất của bộ truyện. Các bạn cảm thấy thế nào? Kaiju số 8 liệu sẽ còn mạnh như thế nào nữa? Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới video này cho mình và mọi người cùng biết với nhé. Mình là Trí, cảm ơn và chào tạm biệt.